Xin chào các bạn, mình là Tuấn Anh, mình là sinh viên năm 4 khoa thương mại điện tử ở Đại học Thương mại. Mình rất là đam mê công nghệ, đặc biệt là thiết kế web và lập trình app trên mobile. Thì mình cũng muốn tìm một trung tâm để có thể giúp mình theo đuổi đam mê của mình. Trong một lần tình cờ thì mình được một người bạn giới thiệu đến trung tâm phát triển nguồn nhân lực Hồng Lĩnh. Và mình cũng đăng ký một khóa học ở đây và mình thật bất ngờ với chất lượng đào tạo của công ty. Cái thứ nhất là về đội ngũ giảng viên rất là giàu kinh nghiệm và các thầy cô rất tận tâm, giảng giải rất là dễ hiểu và chi tiết. Công ty những trung tâm mình đã theo học. Một điều nữa là trung tâm sẽ tạo điều kiện cho những bạn học viên ở đây có cơ hội được vào làm việc và trở thành nhân viên chính thức của công ty. Cơ hội cho các bạn để tìm việc làm là rất nhiều nếu các bạn muốn tận dụng.